Hôm qua 1 tháng 8, tại thành phố Châu Đốc, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ kế hoạch ngành theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức có nhiều đổi mới, các khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá đảm bảo thống nhất với quy định của Đảng. Kịp thời tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức theo quy định. Tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2024. Tổ chức thực hiện nội dung quản lý nhà nước về thanh niên đảm bảo đúng quy định pháp luật và theo kế hoạch. Công tác thanh kiểm tra được triển khai thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự thủ tục pháp luật quy định. Bảo đảm nội dung thanh kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của ngành. 6 tháng cuối năm 2024, ngành nội vụ An Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy và biên chế, quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành nội vụ, thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ. Mới đây tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình thuộc dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Dự án do Trung tâm khuyến nông tỉnh chủ trì thực hiện nhằm giúp người dân tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, hình thành vùng sản xuất lúa nguyên liệu có diện tích lớn để phục vụ xuất khẩu, mang lại lợi nhuận cao hơn cho người sản xuất lúa. Tại hội thảo, nông dân trực tiếp tham quan ruộng lúa, trình diễn mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 của 30 hộ nông dân là thành viên hợp tác xã Vĩnh An Nông, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành. Với diện tích canh tác 50 hectare, đây là mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp như giảm lượng giống bằng thiết bị gieo xạ cụm, áp dụng triệt để quy trình 1,5 giảm trong quá trình sản xuất lúa và theo hướng tiêu chuẩn SRB, phù hợp với kỹ thuật canh tác lúa của người dân địa phương. Kết quả cho thấy, ứng dụng thiết bị gieo cụm trong khâu gieo xạ giúp giảm lượng giống xuống còn 70 kg một hectare, kết hợp bón phân cân đối hợp lý đã giúp cây lúa hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, bộ rễ phát triển mạnh, đâm chồi đẻ nhánh tốt, giảm lượng phân bón hóa học và hạn chế sâu bệnh gây hại, giảm số lượng phun thuốc, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn. Đồng thời, khi liên kết sản xuất và đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp sẽ tạo được vùng nguyên liệu cho thị trường trong và ngoài nước, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa. Đây cũng là xu hướng sản xuất được ngành nông nghiệp khuyến khích thực hiện, hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Cụ thể, tổng chi phí đầu tư đối với ruộng trình diễn là 21.280.000 đồng một hecta, ruộng đối chứng hơn 23 triệu đồng một hecta. Năng suất ruộng trình diễn 6,4 tấn một hecta, cao hơn ruộng đối chứng 300 kg một hecta. Giá thành sản xuất ruộng trình diễn là 3.325 đồng một ký lúa tươi, thấp hơn so với đối chứng là 450 đồng một ký. Bên cạnh đó, mô hình thực hiện có liên kết tiêu thụ với công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam Vinarize. Khi ứng dụng máy gieo hạt theo cụm sẽ được thu mua với giá thị trường cộng thêm 1.000 đồng một ký. Nhờ đó, giá mua thu của mô hình này là 8.600 đồng một ký, lợi nhuận bình quân đạt 33.760.000 đồng một hecta. Trong khi đó, ruộng đối chứng là 23.330.000 đồng một hecta. Tại hội thảo tổng kết, nông dân đánh giá cao hiệu quả kinh tế của mô hình, đồng thời kiến nghị trong thời gian tới, Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ xây dựng và thực hiện mô hình trong các mùa vụ sản xuất tiếp theo. Trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, tại trường bắn tiểu đoàn 3, lữ đoàn 962 quân khu 9, Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động tại chỗ, dân quân thường trực các xã thị trấn và lực lượng tự vệ cơ quan ngành huyện năm 2024. Trong đợt bắn đạn thật lần này, Chợ Mới có 735 quân số tham gia. Nội dung kiểm tra gồm bắn súng bài 1B cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, bài một súng tiểu liên AK cho các lực lượng còn lại với ba tư thế nằm bắn, quỳ bắn, đứng bắn, cơ ly 100m. Các lực lượng tham gia bắn chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đúng thao tác, trúng mục tiêu, đạt chất lượng, đảm bảo an toàn về người và vũ khí thiết bị. Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm nhằm đánh giá phương pháp, kết quả huấn luyện, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí của lực lượng dân quân, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Điểm mới năm nay, sau mỗi đợt bắn, ban tổ chức cài quà cho những chiến sĩ bắn đạt loại giỏi ngay tại thao trường.